Xin chào tất cả các bác, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trên tay em đang cầm để giới thiệu với mọi người một sản phẩm. Đấy là quạt giàn lạnh trong xe của xe Hyundai i30 Elantra Venza 2016, 2017, 2018. Mã của nó là 97113, gạch ngang 2H000. Hàng được nhập khẩu từ nhà máy Halon của Hàn Quốc. Bây giờ em và các bác sẽ cùng kiểm tra về phần đóng gói thì anh em yên tâm là bên họ đóng gói khá là ok đấy ạ. Thằng chèn như này là nó sẽ giúp là khi mà vận chuyển cánh nó tránh được tối đa nhất, không bị vỡ. Còn đây là cánh quạt chất nhựa rất là chắc chắn luôn ạ. Anh em nhìn dưới ánh đèn này cũng khá là rõ rồi đúng không ạ? Để ba chân mất quạt. Đây là giắc điện của nó ạ. Hàng này nó sản xuất theo chuẩn OEM của hãng mã hàng quốc tế nên là anh em có thể yên tâm. Và với cái hãng hàng này thì các bác có thể yên tâm là tất cả các chất liệu bên trong của nó, từ chổi than đến phần motor cuộn đồng của nó rất là ok. Anh em có nhu cầu cần tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333 hoặc là 0366495112. Còn các bác có thể đánh xe qua số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222 để được hỗ trợ tư vấn và kiểm tra xe miễn phí. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Em xin chào mọi người.